Không ai biết mình là ai. Từ ok, chọc đi. Chọc đâu. Thêm. Bữa nay còn dễ. Sông là nó sống dặn. Rồi. Sao nó xạo mà. Thế kiểu gì. Bỏ làm sao mà người ta bay lên ha. Sao lại nặng lại dễ thế. Sông cho nó giống đây. Đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Đúng trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết tuổi dậy thì nó hết. Ôi dồi ôi, thế thì lúc đấy luôn. Ô có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lấu mì, lấu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Nguyên. Đấy, cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chả gọi bác Kiên. Ăn thì không ăn cũng vẫn gọi. Vì cái lỗ kìa. Alo ba. Mai. Tuấn như trên mạng luôn không? Mai miền này. Đâu nói này. Mai miền rồi. Tuấn đâu không? Tuấn. Đâu rồi? Chắc là những này là đâu rồi. Thường. Nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã già. Có gió lặn có gió đâu. Nặn lại cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị. Nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng có gió lặn quá. Cái chân này thì ta lặn được chứ mình. Tay mình nặn quá nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi á. Lúc nào bao nhiêu ngày thì đi nặn chị cũng nặn. Nên. Tự nên. Hay là chủ nhật thì ở nhà nữa. Lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được rồi. Sao mà? Chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Cún? Ừ, có. Cún à? Sắc sắc nghiệp của mình em sẽ phải từ gây. Không thế làm gì có gái yêu. Thật. Không ai đâu. Nó vào cái điện thoại to ra đúng không? Đi bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ.
Cái đấy thôi. Sau. Để dành à? Không phải. Đậu vào nó sẽ đau. Và khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Đúng, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái mặt này. Thế lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa à? Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt dỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Bảo là từ 2-3-2 giờ cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi, nó không có đi một mình. À. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Ui, rồi bắn đâu ấy? Cổ chị. Gì? Cổ áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật, bắn chân cá đây và áo. Hey. Rồi. Tí bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không. Để bít tắc này, cái gì dùng cho nó hết được. Không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nọ ai chị? Thế chị ông nội là chị thứ mấy hả chị? Nhà chị là bốn chị em gái à? Thế chị là cả à?